Hi guys, it's Miss Alice again. So welcome back to Kala's English Online Programs. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuỗi các video bài giảng tiếng Anh online về ngữ pháp của trung tâm ngoại ngữ Kala. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ có chính là bài quá khứ hoàn thành. Chính xác rồi. Quá khứ hoàn thành chính là past perfect. Và có nhiều bạn chúng ta sẽ thắc mắc rằng quá khứ hoàn thành là như thế nào, cách sử dụng ra sao và nó có phổ biến trong giao tiếp hay không? Thì hãy xem hết video này để cùng tìm hiểu về Alice nhé. Let's go! Nào, với thì quá khứ hoàn thành, chúng ta sẽ đi cùng với một số bước như sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về, thứ nhất, chúng ta nói về cấu trúc, forms. Thứ hai, chúng ta sẽ đi vào phần uses, cách dùng. Thứ ba, chúng ta sẽ đi vào một số trạng ngữ đặc biệt của thì quá khứ hoàn thành. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có một vài những câu về bài tập giúp các bạn luyện tập thêm nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cấu trúc. Nào, giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành. Trước khi đi vào từng phần cấu trúc, khẳng định, phủ định và nghi vấn, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra had là từ được xuất hiện ở tất cả các câu và các dạng cấu trúc. Vậy had ở đây chính là trợ động từ chính của thì quá khứ hoàn thành. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát cấu trúc câu khẳng định. Bắt đầu bằng chủ ngữ. Với chủ ngữ trong quá khứ hoàn thành thì không phân biệt chủ ngữ số ít hay số nhiều và tất cả đều cộng với trợ động từ had. Sau đó chúng ta sẽ cộng tiếp với động từ gốc chính, đó là verb P2, verb part participle, động từ phân từ 2. Nếu động từ đó là dạng động từ có quy tắc thì chúng ta chỉ cần thêm đuôi ed. Còn những dạng động từ là bất quy tắc, chúng ta sẽ tra trong bảng động từ bất quy tắc là một cột số 3. Cuối cùng, chúng ta sẽ cộng thêm object, tân ngữ, là người hoặc vật mà động từ chính tác động vào. Cùng xem một ví dụ bên dưới nhé. They had studied marketing until their parents died. Câu này có nghĩa là họ đã học marketing cho đến khi bố mẹ của họ qua đời. Chúng ta cùng phân tích chủ ngữ nhé. Chủ ngữ câu này là they. Và sau đó chúng ta có trợ động từ had. Và động từ chính đang được ở dạng là động từ có quy tắc, như chúng ta nhìn thấy đuôi ed. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng thứ hai, đó là dạng phủ định. Với dạng phủ định, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm not ngay sau trợ động từ had và viết tắt là hadn't. One more time, hadn't. Và chúng ta sẽ cộng với động từ chính và tân ngữ như cách chia bên trên. Nhớ một ví dụ bên dưới nào. She hadn't done her homework before her mother came home. Câu này có nghĩa là cô ấy đã không hoàn thành bài tập về nhà trước khi mẹ cô ấy trở về. Chúng ta cùng phân tích nhé. She ở đây chính là động chủ ngữ. Hadn't đang là trợ động từ. Had thêm not. Done ở đây chính là động từ chính và đó là động từ bất quy tắc. Và nó là khởi nguồn của từ nào ạ? Chính xác, đây là khởi nguồn của từ nguyên thể do. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang phần câu hỏi. Phần câu hỏi chúng ta sẽ chia được hai phần. Có hai loại câu hỏi. Loại câu hỏi về yes, no question là dạng câu hỏi WH questions. Với dạng câu hỏi đầu tiên yes, no question, chúng ta chỉ cần đảo trợ động từ had lên đầu câu và các thành phần còn lại giữ nguyên. Mình lấy một ví dụ nào. Had you cooked lunch before 11 yesterday? Yes, I had. Với cách trả lời yes, chúng ta đi với chủ ngữ cộng had. No, chúng ta đi với chủ ngữ cộng hadn't. Chúng ta sẽ được ra câu. Chúng ta sẽ ra được đáp án. Và chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, đó chính là phần WH questions. Có một số bạn chúng ta sẽ không biết WH questions là gì. Thì WH của chúng ta chính là những từ để hỏi có chứa chữ cái W and H. Ví dụ như từ how, what, which, when, where, why. Và một số từ khác nữa. Và với những từ này, chúng ta chỉ cần đặt trước câu hỏi và sau đó chúng ta cộng với trợ động từ had, sau đó cộng với chủ ngữ và động từ chính với tân ngữ thì chúng ta đã được câu hỏi rồi. Hãy nhìn một ví dụ bên dưới nào. When had John started his business before he got married? He had started his business when he was 27. Khi nào thì John bắt đầu cái công việc của mình trước khi anh ấy cưới?
Anh ấy đã bắt đầu công việc của mình khi anh ấy 27 tuổi. Câu này rất đơn giản, đúng không? Và chúng ta phân tích nhé. Từ để hỏi ở đây chính là từ when, khi nào. Trợ động từ giữ nguyên, had. Chủ ngữ chính của chúng ta chính là join, tên riêng. Và động từ của chúng ta đây là động từ có quy tắc, started, thêm ed. Ok, trước khi chúng ta đi vào phần cụ thể cách dùng như thế nào của thì quá khứ hoàn thành, thì sẽ có một câu hỏi có thể có một số bạn hơi mơ hồ hoặc là hơi hiểu sai một chút xíu. Đó là quá khứ là gì? Có nhiều bạn nghĩ rằng quá khứ là một khoảng thời gian rất là dài, có thể một năm trước hoặc có thể nhiều năm trước. Cách hiểu đó thì không sai, tuy nhiên thì nó chưa đủ. Chúng ta hiểu quá khứ hoàn thành chính là những khoảng thời gian đã đi qua, kể cả chúng ta có thể nói là một giây trước, một phút trước, một giờ trước, một ngày trước, thì đó cũng đều được gọi là quá khứ. Vậy nên chúng ta trong tiếng Anh chúng ta thấy rằng là có một số từ chỉ thời gian, ví dụ như yesterday, a minute ago, hoặc 2 minutes ago, 2 hours ago. Đó, chúng ta có rất là nhiều những trạng từ chỉ thời gian về những mốc thời gian trong quá khứ. Ok, nhớ nhé, đừng bao giờ bị nhầm lẫn quá khứ là gì. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ngay vào phần cách dùng thôi nhé. Với cách dùng của thì quá khứ hoàn thành, chúng ta có 4 cách dùng chính. Chúng ta sẽ lần lượt đi từng tác dụng một nhé. Và cách dùng đầu tiên chính là quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động khác ở trong quá khứ. Chúng ta hiểu nôm na có nghĩa là chúng ta kể một câu chuyện nào đó ở trong quá khứ với một chuỗi các sự việc, thì sự việc nào xảy ra trước chúng ta sẽ chia thì quá khứ hoàn thành, sự việc nào xảy ra sau chúng ta sẽ chia thì quá khứ đơn. Cùng lấy một ví dụ nhé. Last night I had turned off my phone when I went to sleep. Tối qua thì tôi đã tắt điện thoại khi mà tôi đi ngủ, hoặc là khi tôi đi ngủ tôi đã tắt điện thoại. Vậy hành động nào xảy ra trước ạ? Đúng rồi, hành động I had turned off my phone sẽ xảy ra trước. Vì chúng ta thấy rằng là đồng nghĩa với việc đi ngủ thì thường là chúng ta sẽ tắt điện thoại trước, chúng ta mới đi ngủ. Đúng chưa nào? Rất là đơn giản, đúng chưa? Sang cách dùng thứ hai. Thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một khoảng thời gian trong quá khứ. Với cách dùng số 1 thì hành động sẽ xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Còn với cách dùng thứ 2 thì chúng ta thấy là xảy ra trước một khoảng thời gian trong quá khứ. Chúng ta chỉ cần đưa ra một khoảng thời gian nào đó đã xảy ra trong quá khứ và đưa cái hành động đó vào và chúng ta sẽ có được một câu quá khứ hoàn thành. Cùng lấy một ví dụ cụ thể nhé. I had gone to my hometown before December last year. Nào, khoảng thời gian ở đây chúng ta đề cập tới chính là December last year, tháng 12 năm ngoái. Và hành động nào đã xảy ra trước cái khoảng thời gian này? Chính xác, đây chính là hành động tôi đã trở về nhà trước tháng 12 năm ngoái. Vậy là trước tháng 12 có thể sẽ là tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 9. Đúng chưa nào? Vậy nó cứ xảy ra trước một khoảng thời gian nào đó mà chúng ta muốn đề cập tới thì chúng ta sử dụng với cách dùng thứ hai nhé. Với cách dùng số 3 của thì quá khứ hoàn thành, dùng để diễn tả một giả định không có thật hoặc không xảy ra ở quá khứ. Hay nói cách khác, nó dùng trong câu điều kiện loại 3. Nếu các bạn thắc mắc câu điều kiện loại 3 là gì thì chúng ta sẽ có một chủ điểm riêng nói về câu điều kiện. Thế thế nào? Nhưng tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng xem một ví dụ này để chúng ta hiểu rõ quá khứ hoàn thành được sử dụng như thế nào trong câu điều kiện nhé. If I had got married 4 years ago, I would have had an amazing wedding party. Nếu mà tôi kết hôn 4 năm trước, thì tôi nghĩ rằng là tôi đã có một cái đám cưới rất là tuyệt vời. Được chưa nào? Nó giả định thôi. Và chúng ta hiểu là 4 năm trước có xảy ra cái đám cưới này không ạ? Không, đúng không? Vậy nên bây giờ chúng ta giả sử nếu 4 năm trước chúng ta có đám cưới, thì đám cưới đó chắc chắn là một đám cưới tuyệt vời. Nhưng rất tiếc là điều đó không xảy ra. Thế nên chúng ta mới gọi đó là câu giả định. Và đây là chính là câu điều kiện. Nếu điều này xảy ra thì điều kia sẽ xảy ra đồng thời. Được chưa nào? Thì trong vấn đề này thì chúng ta thấy là nó xảy ra trong quá khứ. Vậy nó rất là trùng khớp với thì quá khứ hoàn thành. Dùng cuối cùng, cách dùng số 4. Câu thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một điều ước không xảy ra hoặc một sự nuối tiếc nào đó ở trong quá khứ mà chúng ta đã không làm được. Được chưa nào? Và ở đây chúng ta cụ thể hóa cách dùng này được gọi là cách dùng trong câu ước loại số 3. Và có thể các bạn cũng sẽ không hình dung được câu ước loại 3 là gì, thì chúng ta cũng sẽ có một chủ đề riêng trong phần này. Tuy nhiên thì cùng nhìn thấy ví dụ để chúng ta hiểu hơn về cách dùng của quá khứ hoàn thành trong câu ước loại 3 nhé.
I wish I had helped you with the test yesterday. Rồi, tôi ước là tôi đã có thể giúp bạn cái bài kiểm tra ngày hôm qua. Ước như vậy thì các bạn hiểu là như nào? Ngày hôm qua đã xảy ra chưa ạ? Xảy ra rồi, đúng chưa nào? Vậy là ngày hôm nay tôi mới ước rằng là tôi ước ngày hôm qua tôi có thể giúp bạn với bài test. Đó, bởi vì hôm qua tôi không có giúp bạn và có thể bạn đã bị điểm kém. Vậy nên là tôi cảm thấy tiếc nuối và tôi cảm thấy là tôi ước nhưng mà điều đó không thể xảy ra được nữa. Đúng chưa nào? Bài test đã qua rồi. Trước đó, vậy nên là khi chúng ta muốn nói về một cái điều gì đó chúng ta nuối tiếc ở trong quá khứ chúng ta đã không làm được thì hãy sử dụng ngay thì quá khứ hoàn thành trong câu điều ước loại 3 để làm thành một câu theo ý chúng ta mong muốn nhé. Nãy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần số 3, đó là phần tìm hiểu về những trạng từ đặc trưng trong thì quá khứ hoàn thành. Nãy bây giờ chúng ta dựa trên những ví dụ mà chúng ta đã lấy ở bên trên thì có ai liệt kê được một số những trạng từ đặc biệt của thì quá khứ hoàn thành không nhỉ? À đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên màn hình để tổng kết lại một vài những trạng từ đặc biệt nhé. Như chúng ta đã thấy trên đây thì chúng ta có một vài những trạng từ rất là đặc biệt xuất hiện thường xuyên ở trong thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ như là từ when, before, after, by the time. Rồi, chúng ta đi lần lượt vào những trạng từ này xem nó có từ gì đặc biệt nhé. Với từ when, chúng ta thấy rằng là từ when có nghĩa là khi mà, rất là quen thuộc rồi đúng không? Tuy nhiên thì ở trong cái thì quá khứ hoàn thành này từ when được sử dụng như sau. Chúng ta cùng lấy một ví dụ để làm rõ nhé. When I came home yesterday, my puppy had pooped on my bed. Nào, khi mà chúng ta nhìn thấy ví dụ này thì chúng ta xác định được là thì quá khứ hoàn thành đang nằm ở vế nào ạ? Đúng rồi, đang nằm ở vế chính. Đó là một cái vế là my puppy had pooped on my bed. Tức là con cún của tôi thì đã đi trên cái giường của tôi rồi. Việc này đã xảy ra trước thì chúng ta sẽ dùng ở thì quá khứ hoàn thành. Nhưng gì mà vừa xảy ra sau thì chúng ta sẽ dùng ở vế when. Thế nên là khi tôi về đến nhà ngày hôm qua thì con cún của tôi đã đi trên giường của tôi rồi. Vậy hành động đi sẽ xảy ra trước. Đó, hành động về đến nhà sẽ xảy ra sau. Đúng chưa nào? Với từ before, trước khi, lấy ví dụ luôn nhé. Last night, before the shower came up, I had already been home. Như vậy là chúng ta sẽ xác định được là I had already been home. Tôi đã ở nhà. Cái chuyện này đã xảy ra trước khi mưa rào tới. Với cái câu này thì chúng ta rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Đó, đây là một sự may mắn. Tối qua trước khi cơn mưa rào tới thì tôi đã ở nhà rồi. Thế vậy là vế chính của chúng ta sẽ là vế had already been home, là vế chính và sẽ xảy ra trước. Và sau đó thì cái vế xảy ra sau chúng ta sẽ dùng cái vế before. Với trạng từ after, sau khi, thì với cái trạng động từ này thì cứ hành động nào xảy ra trước chúng ta sẽ sử dụng ở thì quá khứ hoàn thành, hành động nào xảy ra sau chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn. Ở trong trường hợp ví dụ sau đây thì quá khứ hoàn thành được sử dụng ở vế after. Vậy là vế after của chúng ta sẽ phải xảy ra trước. Ví dụ, after he she had graduated from university 3 years ago, she spent one more year to improve her English. Vậy là sau khi cô ấy tốt nghiệp của trường đại học 3 năm trước, thì cô ấy đã dành 1 năm nữa để củng cố thêm kiến thức của cô ấy. Đúng chưa nào? Vậy là chúng ta thấy rằng là hành động xảy ra sau là hành động improve, hành động trước là hành động graduate. Rồi, và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng ngược lại đều được, tức là hành động nào xảy ra trước chúng ta dùng thì quá khứ hoàn thành, sau thì chúng ta dùng quá khứ đơn. Tương tự với từ by the time, vào thời điểm, từ này cũng tương tự như vậy. Và ví dụ chúng ta có là this morning, by the time the plane was ready to take off, my luggage had already packed. Sáng nay vào cái thời điểm mà cái máy bay chuẩn bị cất cánh thì hành lý của tôi cũng đã gói ghém xong rồi. Vậy cái hành lý của tôi phải gói ghém xong trước khi để chuẩn bị trước khi máy bay cất cánh. Ok, vậy chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng ngược lại, sử dụng cứ hành động nào xảy ra trước cứ hành sau đơn nhé. Wow, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả những cái phần rất là quan trọng cơ bản về thì quá khứ hoàn thành rồi. Nhưng mà đừng đi đâu nhé, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào một số những bài tập để chúng ta biết chắc chắn rằng các bạn đã hiểu bài. Ok, let's go. Nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập ứng dụng. Sau khi màn hình hiện lên câu hỏi và những đáp án thì chúng ta hãy dừng lại
dừng lại video và cùng làm trong khoảng 10 giây. Và sau đó chúng ta hãy bật lại video để chúng ta xem đáp án của cô nhé. Tuyệt đối không được ăn gian đâu nha. Alright, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên. By the time he came home, we sleep. Vào cái thời điểm anh ấy về nhà thì chúng tôi đã ngủ rồi. Nào, để chúng ta muốn chữa bài này thì một mẹo rất đơn giản cho các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng phương án loại trừ. Loại trừ bằng cách chúng ta bám vào những cái cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành. Sorry, thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành của chúng ta có cấu trúc như sau. Had cộng với verb participle. Vậy nên ở đây chúng ta nhìn thấy câu nào chúng ta không có had thì chúng ta sẽ có thể loại được ngay. Vậy chúng ta có thể loại được đáp án C and D. Vậy đáp án A và B thì vậy là đáp án nào? Nên nhớ cho cô là với verb ở đây chúng ta cần phải là một verb hoặc là verb có quy tắc, chúng ta thêm ED. Hai là verb, verb ở cột số 3, verb bất quy tắc thì chúng ta sẽ phải biến đổi. Vậy ở đây từ sleep này chắc chắn đây là một từ nguyên gốc chưa được biến đổi. Vậy chúng ta biến đổi thì nó sẽ thành từ gì ạ? Đây là từ có quy tắc hay không có quy tắc đây? Đúng rồi, đây là động từ bất quy tắc. Vậy chúng ta sẽ có 3 cột cho động từ sleep này, đó chính là sleep, slept and slept. Vậy đáp án chính xác của chúng ta chính là B. Had slept. By the time he came home, we had slept. Vào thời điểm anh ấy về nhà thì chúng tôi đã ngủ rồi. Ok, vậy là hành động ngủ rồi chắc chắn phải xảy ra trước hành động anh ấy về nhà. Ok, rất đơn giản đúng không? Các bạn có làm đúng không? Sẽ tiếp tục với câu số 2. Câu số 2 chúng ta có như sau. My father go out when my sister arrived in the zoo. Bố tôi thì ra ngoài khi mà chị gái của tôi hoặc em gái của tôi thì tới vườn thú. Nào cũng dựa trên cái nguyên tắc vừa rồi chúng ta đã làm ở câu 1. Chúng ta sẽ bám vào phần quy tắc, phần công thức của nó, phần cấu trúc đúng không nào? Thì chúng ta sẽ cùng hình dung là chúng ta có thể loại được trừ ngay thì câu số 1. Và loại trừ được ngay câu số 2. Và loại trừ được ngay câu số 3. Đúng không? A, B, C chúng ta đã đều loại hết rồi. Vậy chúng ta chỉ còn mỗi đáp án D. Câu này quá là đơn giản, đúng chưa? Bởi vì sao ạ? Tại sao câu A không được? A là chúng ta sử dụng cho gì ạ? Cho thì hiện tại đơn. B, C là chúng ta đang sử dụng cho thì hiện tại hoàn thành. Alright? Chúng ta chỉ có mỗi D là đúng với cấu trúc had cộng với verb P2, participle. Nào, chúng ta cùng để ý ở đây chúng ta thấy câu này có xuất hiện từ when. Ok? Và sau từ when, nó là một thì gì ạ? Arrived, ở đây là tới. Có nghĩa là chúng ta đã sử dụng ở quá khứ đơn. Đúng nào? Quá khứ đơn rồi. Vậy cái hành động ở quá khứ đơn này sẽ xảy ra trước cái hành động my father của chúng ta. Vậy là bố tôi đã ra ngoài gì ạ? Trước khi mà chị gái của tôi đi gần thú. Thế thế nào? Ở đây chúng ta chỉ có đúng một đáp án có thể chấp nhận được thôi. Đó chính là đáp án D. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. Nào, câu số 3 chúng ta có như sau. I study a little English before I went to Singapore. Ở đây chúng ta nhìn thấy ngay có từ chỉ thời gian của từ quá khứ hoàn thành là before. Rồi, before đằng sau mệnh đề của before luôn luôn là một gì ạ? Đúng rồi, một hành động xảy ra sau. Vậy hành động xảy ra trước sẽ nằm ở trước before. Vậy rồi, hành động trước chắc chắn sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Ở đây chúng ta có nhìn lướt qua chúng ta thấy được đáp án B và C là hai đáp án chúng ta có thể phân vân nhất. Vậy nên chúng ta có thể loại bỏ đáp án A và D bởi vì không hợp với cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành. Câu A của chúng ta có là thì hiện tại đơn, câu D là chúng ta có hiện tại hoàn thành, đều không phù hợp ở đây. Vậy nên là chúng ta có hai đáp án B và C. Ở đây chúng ta có thể loại trừ được ngay đáp án gì nữa? Đúng rồi, đáp án C. Vì chúng ta nhìn thấy từ study ở đây nó đang ở dạng nguyên mẫu chưa được chia. Vậy nên là khi đáp án C chúng ta nhìn thấy động từ này chưa được chia. Vậy đáp án này không chính xác. Chúng ta có đáp án B, had studied. Vì từ study này của chúng ta là từ động từ có quy tắc, vậy nên chúng ta sẽ chuyển đổi nó thêm, chỉ cần thêm đuôi ed. Và với đuôi e dài, chúng ta nhớ khi chúng ta muốn thêm ed ở một từ kết thúc bằng e dài, chúng ta hãy biến nó thành e ngắn và chúng ta thêm ed là xong. Vậy nên là chúng ta có đáp án ở đây là B,
I had studied a little English before I went to Singapore. Việc tôi học này, tôi phải học trước khi mà tôi sang Singapore. Ok, bây giờ chúng ta sẽ move on tới câu số 4. Chúng ta có câu số 4 như sau. Alice something, a Vietnamese, until she met Nam. Alice đã làm một cái gì đó, một người Việt Nam cho tới khi cô ấy gặp được Nam. Rồi chúng ta thấy xuất hiện của từ until. Until và đằng sau nó là quá khứ đơn. Rõ ràng là bên trên Alice chưa cho các bạn từ until trong cụm tất cả những trạng từ đặc biệt về quá khứ hoàn thành. Tuy nhiên thì đây là một cái tại sao chúng ta làm bài tập đấy. Cô sẽ cho các bạn thêm một số những cái mới với thì quá khứ hoàn thành. Ok, và until ở đây chúng ta có nghĩa là cho tới khi. Và đằng sau until bao giờ cũng sẽ là một quá khứ đơn, thể hiện một cái việc gì đó cho tới khi làm việc đó thì một việc khác đã hoàn thành rồi. Vậy đây nó rất là hợp lý rằng chúng ta cứ việc gì chúng ta làm trước trong quá khứ thì chúng ta sẽ cho vào quá khứ hoàn thành, và việc gì xảy ra sau thì chúng ta sẽ cho vào quá khứ đơn. Ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra được bốn đáp án này, chúng ta sẽ loại được ngay các đáp án B, C và D, và chúng ta chỉ còn đáp án A là chính xác nhất với cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành. Cấu trúc của chúng ta nhớ lại, nhắc lại nào. Hat cộng với P2 participle. Ok, và tại sao chúng ta lại có từ never ở đây? Cái này cô lại cho thêm nha. Ok, chúng ta vẫn có thể thêm từ never hoặc từ ever và một số những cái từ khác chúng ta chèn đằng sau trợ động từ của chúng ta, trợ động từ has của chúng ta để chúng ta nhấn mạnh hơn một chút về những cái trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua. Ở đây chúng ta có từ never là chưa bao giờ. Ok, Alice chưa bao giờ gặp gì người Việt Nam cho tới khi cô ấy gặp được bạn tên là Nam. Alright, và có ai nhớ được từ met ở đây? Chúng ta là, từ gốc của nó là gì không? Ok, đúng rồi, từ gốc của nó chính là từ meet. Nhớ cách đọc nhá. Meet, meet, met, met. Alright, ba từ chúng ta nhớ nhá. Chúng ta sẽ không làm meet với cái âm này đâu, được chưa nào? Ok, đáp án là A là chính là đáp án chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu số 5. Chúng ta sắp đi hết được tất cả những cái bài tập rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng để ý nhá. Chúng ta để ý là câu này nó hơi khác mẫu một chút so với những câu bên trên, đúng không nào? Câu này chúng ta làm một dạng câu hỏi. Và hãy nhớ cấu trúc của dạng câu hỏi của thì quá khứ hoàn thành, chúng ta có cái gì ạ? Ok, chúng ta có hai dạng, đúng không nào? Yes, no question và dạng WH question. Và câu ở đây chúng ta nó có chính là dạng gì đây? Đúng rồi, đây chính là dạng WH question. Và từ để hỏi của chúng ta chính là từ where. Rồi, và ở đây tất cả những đáp án của chúng ta đều có từ where. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến từ hai là trợ động từ. Đúng không? Sau từ để hỏi chúng ta sẽ có trợ động từ. Trợ động từ của thì quá khứ hoàn thành chính là hat. Ok, và chúng ta sẽ loại được ngay đáp án A và D. Alright? Và chúng ta sẽ loại trừ tiếp nào. Sau trợ động từ chúng ta sẽ là chủ ngữ chính. Ok? Và sau chủ ngữ chúng ta sẽ là động từ chính. Và động từ chính này sẽ phải được chia ở P2, first participle. Rồi, từ live ở đây chúng ta là từ động từ nguyên dạng, đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn chia sang P2 thì chúng ta chỉ cần thêm hoặc là ed hoặc là nó là bất quy tắc. Và trong trường hợp này từ live chính là động từ có quy tắc, vậy nên chúng ta chỉ cần thêm ed ở đằng sau thôi là chúng ta đã có được từ đúng rồi. Vậy là cô sẽ loại được ngay thêm đáp án C. Vậy đáp án chính xác cuối cùng của chúng ta chính là B. Alright, vậy chúng ta sẽ cùng ghép vào và hiểu xem câu này như nào nhé. Where had she lived before she moved to Shanghai? Right, cô ấy đã sống ở đâu trước khi chuyển tới Thượng Hải? Alright, ở đây chúng ta cũng nhìn thấy từ before. Vậy sau before chính là một việc chúng ta làm sau. Và she lived này chúng ta sẽ làm trước, đúng không nào? Vậy cô ấy đã sống ở đâu trước khi chuyển tới Thượng Hải? Đáp án B chính là đáp án chính xác. Wow, vậy là chúng ta đã đi đến cuối phần bài học rồi. Hy vọng bài học ngày hôm nay đã đem cho các bạn một số những thông tin hữu ích về thì quá khứ hoàn thành. Và đừng ngần ngại để xem lại video này một lần nữa nếu các bạn thật sự chưa hiểu nhiều lắm về thì quá khứ hoàn thành nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Alright, see you, bye bye.